Alo cả nhà ơi, đây là đĩa chả mực Thanh Hà, hôm nay muốn chia sẻ với cả nhà là làm chả mực như thế nào nhá. Cả nhà thấy có ngon không ạ? Rất là hấp dẫn. Sau khi làm xong bây giờ muốn chia sẻ các bạn là khởi đầu trong video đây. Ok, để đón coi video làm chả mực của Thanh Hà. Trước hết là cảm ơn các bạn là sẽ theo dõi video của Thanh Hà, và một lần nữa rất chân thành cảm ơn. Nếu có thấy hay các bạn đăng ký like và chia sẻ để ủng hộ cho nhiều người cùng coi nha. Ok, cảm ơn. Hi, hello cả nhà, xin chào bà con cô chú anh chị em và các bạn, lại là Thanh Hà đây. Đấy, mang món ngon truyền thống tới gia đình nha. Các bà nhà thấy đĩa chả mực Thanh Hà khoe có ngon không ạ? Cực kỳ là hấp dẫn và rất là ok. Ở đây là hôm nay Thanh Hà muốn chia sẻ với các bạn là mình sẽ làm bằng 2 cân cái mực trứng mực đóng đá này cả nhà này. Cái trứng là một ngày là đi tàng khoảng 2 cân nhẹ và một thì nó từ đấy thì là mình làm 2 cân này thì nó ra được phải đi 1 cân rưỡi. Ở đây là mình làm hôm nay là 1 cân rưỡi mực là đã xả đá xong rồi, mình đã làm cái hoàn tất cái việc này xong trước để không muốn kéo dài với các bạn nữa. Đấy, chỗ này là 1 cân rưỡi gọi là mực tươi mà đã xả đá rồi và nó là vào khoảng 2 cân, nghĩa là cái túi mực mà người ta bán được túi mực 1 cân là đã đóng đá đấy. Thế về ngoài ra là nguyên liệu hôm nay thì mình sẽ làm ở đây là 1 cân rưỡi mực xả đá này nói rồi, với lại khoảng 700 gram với thịt ba chỉ. Ở đây là mình làm với thịt ba chỉ các bạn, kèm cái thịt ba chỉ này vào thì ăn cái miếng chả nó rất là béo mỡ và nó có cái độ ngậy, nó thơm, nó ngon hơn. Nếu các bạn làm mực không thì nó sẽ là không được mướt và nó sẽ khô mà ăn có thể là hơi bở nữa. Ở đây mà các bạn nên làm cái thịt thì nó có cái mỡ một chút thì nó ăn nó sẽ là rất là ngon hơn. Và đi với nó thì cũng nguyên liệu này 1 cân rưỡi, mình nói 1 cân rưỡi mực này, 700 gram thịt ba chỉ này. Vậy đi với nó rằng là mình mới đi với nước mắm này là khoảng 8 thìa nước mắm, là dùng mình mới dùng thìa ăn này các bạn nhé. Mình dùng thìa ăn này nhé. 8 thìa nước mắm là vào khoảng 60ml này. Với lại 4 thìa bột khoai tây. 4 thìa bột khoai tây là cái bột cato phèn men thì nó vào khoảng 60 gram. Và 1 thìa cà phê bột nở. Mình dùng lại bột nở này các bạn nhé. Đấy, mình có chỉ dẫn ở đây, khi nào các bạn có coi thì các bạn thấy, chứ trong YouTuber nhiều khi hỏi cái hình ảnh là mình không đưa được đâu. Đúng ạ, đây mình làm theo cái bột nở này. Mà nói chung là bột nở nó đều là được, chứ không phải cứ là phải un vê tinh là cái loại này. Với lại 1 thìa cà phê đường. Và mình ở đây mình có dùng vào nó là 1 thìa cà phê mì chính. Thì các bạn không ăn thì các bạn bỏ ra. Với lại 6 thìa nước lạnh. 6 thìa nước lạnh nó vào khoảng 60ml cả nhà, mình dùng cái thìa ăn hết. Với lại 6 thìa dầu ăn nó vào khoảng 40ml. Để màu ăn nó nhẹ hơn cái nước, tại sao khi là tại sao cái ml nó bị khác nhau là như vậy. Với lại ngoài ra thì mình có hành lá. Tiêu ở đây là mình dùng 1 lửa thìa cà phê tiêu nữa nhá. Đấy. Thì là các bạn sẽ tất cả các cái nguyên liệu này bây giờ là trước hết trong cái khi là mình muốn giới thiệu với các bạn nó là như thế. Thì là mình sẽ lại chuẩn bị lại tiếp từ đầu như thế nào nhé. Ok. Ở đây mình muốn chỉ cái phần này sau, trong khi mà mình đi chuẩn bị cái thái cái thịt lợn thì là cái bì cái muốn tại sao khử cái mùi tanh của cái mực này thì Thanh Hà làm cho nhà hàng nhiều thì Thanh Hà sẽ thường chia sẻ các bạn nó như thế. Có cái chậu nước lạnh là mình đã đong sẵn ở đây thì các bạn cứ khoảng 2-3 thìa thì cũng được. 2 thìa rượu, ở đây rượu trắng nhé. Ở nhà là rượu trắng thì các bạn cũng sẽ là sẵn rồi đúng không ạ? Thì đây là mình dùng, nói chung là rượu trắng, rượu nào cũng được. Và trong cái thời gian mình chuẩn bị thì mình sẽ đưa cái mực vào đây mình ngâm một chút. Và cho vào nó đây, vào đây có khoảng nửa thìa cà phê muối và tí kẹo đường nữa cũng được nhá. Và không có thì thôi cũng không sao, nhưng mà có tí rượu vào đây mình ngâm khoảng 5 đến 7 phút, trong khi cái lúc mình thái thịt xong thì coi như là được. Bạn cho một chút tí muối tí đường vào đây cho mình nhá. Thế thôi, ngâm ở trong này một chút cho nó khử cái mùi bớt cái mùi tanh đi mà cả nhà nhá. Trong thời gian mà mình ngâm cái mực cái mà thì là lúc này là Thanh Hà sẽ ra cái thịt lợn này bỏ bì đi cả nhà nhé. Bỏ bì đi. Và các bạn mua làm chung với cái thịt như thế này thì các bạn nên mua là cái thịt nó nhiều mỡ cho mình. Chứ đừng có mua thịt nạc khô nhá.
nhiên là bạn không cho thịt này vào vẫn được, nhưng mà nếu mà nói về độ quyện, độ dẻo mà cái của cái chả khi cho miếng thịt ba chỉ này vào thì nhất là ăn thêm độ ngon hơn. Cái này chỉ đơn giản là cắt đại ra thì mình xay bằng máy xay thôi mà cả nhà. Các bạn cứ thái khúc đại ra giống như thịt kho tàu như thế nào. Còn tùy theo ở nhà, nếu mà các bạn có cái máy gọi là cái máy xay đùn thịt ra đấy thì các bạn cứ ấn thịt này vào xay, nhưng mà nguyên tắc cái máy đấy thì thường như miếng thịt thì phải để hơi xe xe cứng cứng cho các bạn xay nó chuẩn hơn. Bây giờ là phần thịt mình thái xong rồi. Ở trong khi đó cũng được 5-7 phút là khi cái mực này mình ngâm được rồi cả nhà. Rồi Thanh Hà sẽ đổ nó ra nhá, xong xả qua nước lạnh đi cái. Còn cái mực này thì các bạn cứ sắt, cũng sắt đại ra thôi nhá. Đấy, sắt đại ra thôi để mình xay cùng vào mấy cái thịt thế mà nhá. Đấy, bạn xay xong đấy, cho chung vào bên này cái mực này cho mình như thế thôi nhá. Thế bây giờ là hai cái nguyên liệu mình thái xong rồi này cả nhà này. Thì vì là cái thịt lợn thì bao giờ nếu mà bình thường mình sẽ chia sẻ bằng cái thịt xay sẵn thì cũng đều là được cả, nhưng mà thường như là mình muốn là làm cái thịt ba chỉ này đâu phải chỗ nào cũng mua được thịt xay sẵn đâu, vậy cho nên mình muốn làm thì vẫn có thể là mình xay từ cái thịt xay này. Nhưng mà cái thịt thì thường là ba chỉ thì nó hay có cái sợi dây và về thì mình xay nó sẽ là khó hơn và nó không ra như kiểu cái thịt thịt mông, thịt vai, thịt lợn ấy, thịt lạc. Vậy cho nên là cái thịt ba chỉ là mình sẽ bỏ vào máy, mình xay bấm trước một tí. Đồng thời là cái mực này mình sẽ cho vào sau. Thế bây giờ trong cái nguyên liệu này thì mình sẽ ướp hết ở trong cái mực này, hoặc là các bạn dùng máy xay các bạn ướp chung đều được cả nhé. Thế đây tất cả nguyên liệu này mình sẽ cho vào trong đây. Cái bột khoai tây đi cả nhà. Còn cái hành lá thì mình sẽ thái chốc nữa, mình sẽ chỉ tiếp, mình sẽ cho vào sau cùng nhé cả nhà. Đây là bột lở này, hạt tiêu này. Đây mình dùng một chút xíu mì chính đây thì là các bạn không dùng các bạn bỏ ra nhé. Muối, đâu phải đường, sorry, hôm nay mình không dùng muối, mình dùng nước mắm. Phần là nước nã và đây là dầu ăn. Giờ các mình sẽ đảo hết cho nó đều lên, khi mà thịt mà mình quay được cảm thấy nó được bấm được một chút thì mình sẽ cho cái này vào xay chung thì nó đều hơn. Nếu các bạn mà xay cùng một lúc thì là thường cái thịt nó sẽ là khó tan hơn là cái mực. Ok thế nhá, xong bây giờ mình sẽ xay thịt ạ, xong bắt đầu cho cái này vào các bạn coi nhé. Ok bây giờ như thế này là được rồi các bạn, xay rối được một chút này, bây giờ mình bỏ cái mực này vào, mình bấm chung cả nhé. Mình chấm chung cả đây. Xong mình chỉ các bạn tiếp. Vậy hả? Nó ok đi cả nhà này. Cứ tầm khoảng 3 phút nhá. Nói chung là các bạn nhìn nó bông này, nó trắng bông này, không còn nhìn thấy miếng giò, miếng mực đâu này, giữa thịt với lại bông này. Đấy, sau đây là mình sẽ chỉ các bạn một bước tiếp nữa thì là các bạn sẽ làm sao. Bây giờ là mình sẽ lấy ra xong mình bỏ lại, bước theo là phải bỏ vào trong tủ đá khoảng 1 tiếng 2 tiếng tùy theo lại tủ, nhưng tất cả mấy miếng thịt nó xe lại rồi thì là mình sẽ chỉ các bạn làm một bước nữa nhá. Chuẩn bị làm mình sẽ thái nhỏ ra tí nước, mà tí nữa mình đánh cái máy quét một cái thì lúc đấy mình cho hành điểm vào trong cái món mực ấy cả nhà nhá. Cái này mình cho sau cùng thì còn nhìn thấy được cái màu của cái hành ấy. Đây cả nhà ơi, sau 2 tiếng Thanh Hà bỏ vào trong tủ đá đây, bây giờ lấy ra lạnh tanh này, toát mồ hôi rồi cả nhà thấy không.
Thì bây giờ mình sẽ không dùng cái máy xay kia nữa, không cần. Nếu mà các bạn có máy đánh bột này, máy quẹt này thì các bạn nên dùng cái này thì chuẩn hơn. Chủ yếu nó đánh quyện và đánh bông. Còn nếu không có thì các bạn lại cho lại cái máy kia xay lại lần nữa, thì bấm một chút nữa thì chỉ cần là nó có độ quyện thôi. Nếu mà cho vào máy kia các bạn chỉ bấm một tí nữa thôi nhé là được rồi. Thế bây giờ khi mà mình đã xay như thế này rồi thì cái phần hành lá là mình sẽ cho vào đây nhá. So. Đấy, các bạn nhìn này, giờ là chủ yếu là đánh quyện thôi. Là chuẩn lắm. Còn nếu không có cái máy này các bạn bấm rồi cho vào máy kia, các bạn chỉ bấm là một nút, hai nút chuẩn là được nhé. Xong rồi. Thì mình bấm chỉ có vài giây thôi này, các bạn nhìn này. Giờ muốn cho nó đều thì các bạn vén nó xuống này một chút. Mình khuyên một chân tình là nếu mà mỗi một lần định làm thì thế này thì các bạn sẽ làm quá đây. Các bạn làm vài cân cho mình nếu bỏ tủ để ăn đấy. Chứ nếu các bạn làm một chút xíu thực sự là nó hơi mất công. Tuyệt tình là như thế. Thì hôm nay Thanh Hà sẽ chia sẻ các bạn chỉ chiên một chút thì mình ăn thôi, chứ còn lại các bạn sẽ cất tươi đi nhé. Mỗi lần ăn là các bạn sẽ chiên lấy ra mai ăn, thì các bạn lại lấy ra tối nay, mai các bạn chiên đi như mới vậy. Chứ đừng có chiên hết cả đấy, lúc các bạn thứ nhất là để tủ đóng lồng cồng mất chỗ hơn, và thứ hai là ăn là nó khô nhá. Giờ mình bấm thêm khoảng chút xíu, nó khoảng phút nữa là ok rồi đây này nhá. Ok, khi mà làm như thế này các bạn cứ dùng bằng cái, nhớ là dùng nước lạnh nhá, chứ chớ có dùng dầu nhé. Bạn dùng dầu là nó bị vỡ hết ra, là hai là nó không có quyện vào nhau nữa đâu. Ok, nên để lớp đây Thanh Hà muốn đây này, xay xong nhìn ngon hơn cả nhà ơi, tuyệt vời luôn. Mình muốn chia sẻ với các bạn có hai cách này. Một là mình bây giờ là sẽ chiên này, các bạn sẽ coi vào một hai là một phần là các mình sẽ các bạn là mình sẽ chia sẻ các bạn là sẽ cắt bớt vào tủ đá nhé. Đến lúc khi nào ngày mai ăn thì tối nay các bạn lấy ra, hoặc nghĩa là lấy ra trước vài tiếng thì các bạn để cho nó rất là tuyệt vời. Thì đó các bạn lại đàn ra, các bạn chiên lại làm như mới vậy. Đây là muốn Thanh Hà muốn chia sẻ các bạn bằng cách như thế nhé. Mình sẽ cất đi xong các bạn để trong tủ thì nó chuẩn hơn rất là nhiều, chứ đừng có chiên cả đi, nó ăn rất là khô. Mình không làm vậy đâu nhá. Các bạn cho tí dầu dầu vào dưới đáy, các bạn sẽ cất bớt đi, còn lại là mình sẽ chia sẻ các bạn là mẻ, còn mình chiên thì là các bạn sẽ nhìn xem là nó ngon và nó đẹp như thế nào. Đấy, các bạn để như thế này, các bạn để vào trong tủ đá. Lúc nào các bạn ăn các bạn lấy ra ngày hôm sau các bạn ăn thì nói chung là nó như mới luôn, nó tuyệt vời luôn các bạn nhé. Bây giờ còn cái phần này Thanh Hà sẽ chia sẻ chiên để các bạn cùng coi. Thế trước khi là mình sẽ làm như thế này, trong cái đĩa là mình muốn bê cái viên nó ra như thế này. Khi cái tay mà mình làm vào thì mình đừng dùng mỡ, mà cái tay mình dùng nước lá các bạn nhé, nước lạnh nhé. Các bạn dùng mỡ là nó bị bở ra đấy, nó không có quyện lại với nhau. Còn lại chiên lớn nhỏ như thế nào thì các bạn cứ tùy thôi. Đấy các bạn nhìn này. Thì các bạn cứ đặt nó vào đây thì các bạn chiên thôi nhá. Thì là lớn nhỏ thì các bạn cứ tùy thôi. Nếu mà lớn quá thì sợ là chín bên trong thì các bạn phải một là hấp, hoặc các bạn làm cho bịt giấy vàng bọc bóng kính lại, các bạn quay microven chừng một chút ấy thì là nó sẽ gì. Còn nếu mà làm mỏng mỏng thế này thì các bạn không cần đâu nhé. Các bạn sẽ không cần đâu. Thế này như thế này thì là mình ra thì là mình chiên luôn. Các bạn mỏng mỏng khoảng chừng một phân thế này nhé. Còn này to nhỏ thì tùy. Nhưng mà nhỏ nhỏ thế này cho nó to nữa thì để. Ok thế đi nhá. Thế mà Thanh Hà sẽ bắt bếp có thà chiên thì các bạn coi. Mình chia thành phần nhỏ nhỏ như thế này rồi. Nên mình muốn nói là khi mà các bạn muốn cho ra đĩa này sẵn để mà mình cho vào đây thì cái đĩa này mình nên nắng dầu chút nhé. Đấy, bây giờ là mình sẽ đưa các bạn coi này. Đấy, dầu mình đã bật sẵn rồi. Nhưng khi cho vào thì các bạn nên nhỏ lửa xuống rồi, chứ cái máy này đang 10 số thì mình cho để số 5, số 6 thì cả nhà. Đừng có lớn lửa quá nhé.
vừa lửa thôi, chứ đừng có lớn lửa quá xong này nó cháy cay bên ngoài này, là bên trong nhiều khi còn tươi chín á. Nhá, cho om từ từ này, khi mà nào được vớt ra thì lúc đấy mình cho lửa lớn lên. Ok cả nhà ơi, nhìn này, cái đĩa chả mực kết quả, thành quả nó ra như thế này đây. Nóng quá. À, đây cả nhà nhìn này, rất là ngon. Anh Hà ăn thử. Rất là dai. Thơm lắm cả nhà. Thơm lắm. Ok, những gì Thanh Hà đã chia sẻ từ đầu tới giờ. Đấy, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Thanh Hà. Nếu thấy hay đăng ký like và chia sẻ cho nhiều người cùng coi nhé. Cảm ơn các bạn đã coi video. Cảm ơn.